AMD Radeon RX 5700XT đã là một sản phẩm khi ra mắt có thể coi gây bão trên thị trường. Và ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một sản phẩm khác cũng của AMD, đó chính là AMD Radeon RX 5500XT đến từ Asus. Và đây có thể nói là một trong những sản phẩm cao đồ họa mới nhất của dòng sản phẩm 5500XT đến với Alphard. Và mình sẽ mở hộp cho anh em để anh em có thể nhìn thấy một cái nhìn tổng quan nhất. Và đây phiên bản mới tinh luôn của Asus gửi sang. Thì về cơ bản mà nói thì phiên bản Duo của Asus nó giống như một phiên bản tầm trung giá rẻ thôi. Nó chưa phải phiên bản cao nhất. Cao nhất là phiên bản Striker. Còn ngoài ra có phiên bản Top Gaming cơ. Thì nhân tiện nhắc đến phiên bản Top Gaming thì cái cách đóng hộp lần này nó có cái phần hơi lạ một chút so với phiên bản bình thường. Nó sẽ giống các phiên bản Top Gaming mà anh em có thể gặp được. Thì đây, mình sẽ nhắc ra cho anh em nhìn thấy. Còn là nguyên đa nguyên kiện luôn. Về phần phụ kiện theo kèm thì cũng chẳng có gì cả. Một tập sách hướng dẫn sử dụng và hết rồi. Một bức thư cảm ơn đến từ Asus. Thì mình sẽ mở bốc card đồ họa này ra. Có một điều mình cần lưu ý với anh em, đó chính là các sản phẩm card đồ họa mới ra mắt của AMD thường sẽ không được phản ánh chính xác được hiệu năng do một phần driver thôi. Nên chỉ cần qua một số các bản driver tiếp theo thì mẫu card đồ họa sẽ có hiệu năng tốt hơn rất là nhiều khi vừa mới ra mắt. Nên phần đánh giá hiệu năng chi tiết của mẫu card đồ họa này mình sẽ gửi đến cho anh em ở một video sau. Và trong video này mình sẽ bóc siêu sản phẩm này và mở hộp sản phẩm, mở hẳn sản phẩm ra, giống như một video em yêu khoa học để giúp cho anh em có một cái nhìn gọi là tốt nhất về mẫu card đồ họa này, bên trong của mẫu card đồ họa, thay vì chỉ nhìn sơ qua về cái phần gọi là hiệu năng. Trước khi đi vào phần mở hẳn mẫu card đồ họa này ra thì mình sẽ bóc siêu cho anh em nhìn. Ở đây siêu các thứ vẫn còn nguyên thôi, thì mình mới chỉ bóc ra hai bên một chút. Đấy, ok anh em. Cảm giác kiểu mới lột mẫu card đồ họa mới ra nó cứ thích làm sao ấy. Mình là người đầu tiên được lột em nó ra, mình cảm thấy nó kiểu gì ấy. Và có một cái nhìn tổng quan nhất về mẫu card đồ họa này, anh em nhìn thấy đây là hai quạt thôi. Về phần họa tiết, ở đây chỉ là bằng nhựa thôi nhá. Có họa tiết phay xước để giả kim loại, chứ thực chất nó không phải kim loại. Và mình sẽ bóc nốt cái phần siêu ở đằng sau, phần miếng backplate. Thì cái phần backplate này ấy, thì theo như cảm quan của mình, như đây không phải nhựa đâu, hình như đây kim loại ấy. Để từ từ các bạn đợi mình một chút, thì mình sẽ mở ra. Hình như... đúng rồi, đây là kim loại các bạn ạ. Riêng phần backplate rất may, để được làm bằng kim loại. Ok, anh em có thể thấy thì ở đây vẫn còn nguyên tem nhá. Thì cách mở rất đơn giản thôi, anh em sẽ mở chéo này, mở nhẹ nhàng từng cái một thôi. Nếu anh em nào mua mẫu card đồ họa về mà không cần bảo hành thì có thể tháo ra như mình để xem xét bên trong nó như thế nào. Anh em hãy vặn lỏng từng bên một ra, đừng kiểu vặn hẳn một bên ra. Đấy sẽ rất gây hại cho cái phần heat sink. Nó sẽ làm kênh heat sink lên. Đây, vặn bốn ốc ra, vặn lỏng từng bốn ốc một. Đây, con ốc cuối cùng, con ốc siêu. Mật luôn. Một con ốc đầu tiên. Anh em nhớ là sau khi vặn ốc ra thì hãy để gọn các con ốc này vào nhé. Kiểu mất ốc này rồi thì cũng hơi mệt đấy. Bởi vì những con ốc này mua bên ngoài cũng tương đối khó. Ok, vậy là mình đã mở được bốn con ốc này ra rồi. Anh em lưu ý hộ mình một chút nhé. Ở các phiên bản card đồ họa khác ấy, thì chỉ cần mở bốn con ốc ở đằng sau, bốn ốc to ấy, thì có thể nhấc được card đồ họa rồi. Tuy nhiên với phiên bản này thì anh em sẽ phải mở thêm bốn con ốc nữa ở các bên này thì mới có thể tách được phần bo mạch với cái phần backplate ra được để mở được mẫu card đồ họa này ra. Ốc hơi dài và mình thấy như này là khá là ổn đấy chứ, kiểu không làm cho người dùng khó mở ra hơn. Mình xin lưu ý cho anh em lại một lần nữa, đó chính là anh em nào thích mở như mình này thì cũng được thôi, nhưng mà mình chắc chắn anh em sau khi mở ra thì sản phẩm sẽ bị mất bảo hành và sẽ không nhận được bảo hành chính hãng nữa. Nên anh em muốn tham gia khoa học của em yêu khoa học như này thì hãy nên cân nhắc một chút. Hoặc là có thể mua một số các mẫu card đồ họa cũ ở ngoài thị trường hết hạn, mở thì cũng hoàn toàn ổn thôi. Một số lưu ý dành cho anh em nhé. Mình thấy trên chiếc card đồ họa này Asus làm khá chắc chắn đấy. Anh em cần phải mở tiếp hai con ốc ở đây, mở tiếp hai con ốc ở đây nữa này. Đó thì mới có thể mở được mẫu card đồ họa này ra. Mình sẽ mở hai con ốc này ra nữa. Ok, vậy là mình đã mở được toàn bộ ốc của phần bên ngoài trước rồi. Đấy, khi đó mình sẽ nhấc được cái phần này ra. Anh em thấy không? Nhấc tách riêng ra. Bây giờ anh em lưu ý giúp mình nhá, rút cái phần này ra.
Ok, vậy thì mình sẽ nói về từng phần của mẫu Karawai. Đầu tiên là phần cánh quạt. Đây không đơn thuần chỉ là cánh quạt mô phỏng động cơ ở thế hệ trước, ở phiên bản thế hệ mới, ở trên các sản phẩm của Asus, ngoài cải thiện về khả năng lấy gió ra, còn tối ưu về mặt thiết kế nữa, thì nhìn sâu qua, anh em chỉ nghĩ rồi, nó chỉ cánh quạt bình thường thôi mà. Nhưng thực tế, ở cái viền ngoài cùng của cánh quạt này, có thêm cái phần viền bao xung quanh nữa. Cái này thì ngoài về để tối ưu về luồng gió, cái thứ hai là để tăng về độ bền. Mình sẽ kể nhanh cho anh em một câu chuyện như này. Mình có ông anh, ông ấy sử dụng phiên bản Karawai đến từ Asus, phiên bản Strix ấy, có cánh quạt đời cũ ấy, quạt đang quay, ông chọc phát cái cánh quạt xong. Nhưng mà với cái phiên bản này thì sẽ hạn chế điều đó. Tuy nhiên mình khuyên anh em quạt đang chạy thì anh em không nên chọc tay vào. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần gọi là heatsink. Thì để tháo được cái phần heatsink này ra thì anh em hãy nhẹ tay cho mình một chút, nhấc ra. Bởi vì ở đằng sau đây này, các miếng thermal pad đây, nó sẽ giữ cái mẫu Karawai. Anh em đừng nên mạnh tay quá nhé. Với hai ông đồng ở phần heatsink này thì cũng không quá nhiều mà cũng chẳng phải là ít. Thì hai ông đồng theo mình đánh giá là khá là to khi so với mặt bằng chung, và đều được mạ Niken sáng bóng. Điều này sẽ giúp tránh cho các ống đồng này bị oxy hóa, đặc biệt với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam. Và các cái phần lá nhôm xung quanh lõi đồng này cũng được làm rất đẹp. Anh em nhìn thấy không? Nó cực kỳ bóng luôn và cực kỳ dày, chi chít luôn. Ở một số các sản phẩm giá rẻ ở một số hãng khác ấy, họ làm các phần heatsink tản nhiệt này tương đối là hời hợt. Tuy nhiên với Asus thì mình đánh giá họ làm tương đối tốt ở cái phần tản nhiệt này. Anh em có thể nhìn kỹ một chút ở phần bên trong này, ở giữa các ống đồng tiếp xúc với cái phần lá đồng tản nhiệt này, được Asus thì như mình nhìn không nhầm, họ sẽ phủ thêm một cái lớp không rõ đây là keo tản nhiệt hay là một lớp kim loại bao bọc quanh mấy ống đấy để giúp cho hiệu quả tiếp xúc tản nhiệt tốt hơn. Tiếp theo sẽ đến cái phần bảng mạch. Ở đây anh em có thể thấy thì ở chính giữa đây đó chính là nhân đồ họa RX5005XT. Xung quanh đây thì có 1, 2, 3, 4 chip nhớ. Và 4 chip nhớ theo mình thấy được đến từ Micron. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản 8GB GDDR6. Tức là mỗi một chip nhớ này sẽ tương ứng với 2GB RAM. Thực ra thì ở một số các phiên bản khác họ hay sử dụng gọi là 8 chip nhớ, mỗi chip nhớ gọi là 1GB. Nhưng mà với phiên bản này thì sử dụng chip nhớ 2GB luôn. Tiếp theo đây đó là phần tụ này, phần VRM. Riêng cái phần VRM để cấp điện thì có một miếng đây, miếng nhôm, đúng rồi, miếng nhôm để có thể đảm bảo được phần VRM không quá nóng. Ở cái phần cổng ăn chơi sao, đối với cổng ăn đi, phiên bản này thì tiêu tốn khá là ít điện đấy khi chỉ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin. Còn về cổng chơi thì sao, ở bên đây anh em có thể nhìn thấy sẽ có 3 cổng DisplayPort và 1 cổng HDMI. Và để tận dụng miếng backplate nào bằng kim loại như này thì Asus cũng đã lắp thêm 1, 2, 3, 4, 5 miếng thermal pad để tản nhiệt cho phía mặt sau của mẫu Karawai này. Ở đây anh em thấy vẫn còn hai ống đốc nữa không? Sau khi mở được hai ống đốc này ra thì anh em sẽ nhấc được cái phần tản nhiệt cho phần VRM này ra. Nhưng mà tuy nhiên mình sẽ không tháo ở đâu, bởi vì có một cái nhìn như này cũng đã rất tốt rồi. Thì ở giữa này, đấy, xung quanh anh em đánh giá như thế nào về bo mạch chủ của mẫu Karawai này. Vậy thì các bạn thấy sao về thiết kế của mẫu Karawai AMD Radeon RX5005XT này? Cá nhân mình thấy ấy, mặc dù đây chỉ là một sản phẩm tầm trung giá rẻ thôi, tuy nhiên Asus làm tương đối kỹ ở cái sản phẩm này, ở từng chi tiết một Asus làm rất cẩn thận luôn. Từ phần cái quạt này, phần backplate này, tản nhiệt này, các miếng thermal pad hay thậm chí là trên bo mạch thì Asus cũng làm rất là gọn gàng rồi. Ý kiến của anh em như nào? Và xin cảm ơn Asus Việt Nam đã tài trợ sản phẩm Karawai AMD Radeon RX5005XT cho Anphát để chúng mình có thể thực hiện được video này. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại like và comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.